Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc sống không hào quang của Võ Thành Tâm ở Mỹ Võ Thành Tâm được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là nhân vật Lương trong bộ phim truyền hình ăn khách Tuyết nhiệt đới. Không chỉ vậy, anh cũng được các khán giả mến mộ qua nhiều bộ phim khác như Một Ngày Không Có Em, Những Đứa Con Thành Phố, Câu Chuyện Pháp Đình, Đô La Trắng, Lật Mặt 24 giờ. Võ Thành Tâm sinh năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu phim Việt. Tâm diễn viên gây ấn tượng với người hâm mộ bởi ngoại hình điện trai, nụ cười tỏa nắng và khả năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên, Võ Thành Tâm đã có một cuộc sống vô cùng chật vật, đối diện nhiều khó khăn khi phim truyền hình miền Nam tuột dốc. Sau đó, Võ Thành Tam đã quyết định sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới. Tại xứ Cờ Hoa, nam diễn viên phải làm các công việc lao động chân tay như bán trà sữa, rửa chén để bươn chảy, kiếm sống qua ngày. Những áp lực mà anh phải trải qua trong những ngày đầu sang Mỹ là không thể kể hết. Võ Thành Tam từng tâm sự rằng, bỏ một công việc mình từng gắn bó hơn 15 năm ai cũng buồn và nhớ. Công việc ở Mỹ không giống. Cũng không thể hào nhoáng như nghề diễn viên, nhưng cũng mang đến cho tôi sự ổn định ở thời điểm đó. Trên đất Mỹ, người nhà cần gì tôi sẽ hỗ trợ làm việc đó, kể cả rồi chén. Tôi cùng cùng người thân mở quán ăn, bán trà sữa. Với mọi công việc mình làm, tôi không ngại bị mọi người đánh giá, chỉ nghĩ sao phải làm tốt nhất có thể. Võ Thanh Tâm vô cùng nhớ nghề trong những năm tháng vật lộn tại nơi đất khách quê người. Nên diễn viên vẫn luôn lạc quan dù cuộc sống ở Mỹ lúc đầu có nhiều khó khăn. Mãi tới năm 2019, Võ Thành Tâm mới chính thức nhận lời trở lại với phim Việt thông qua dự án điện ảnh lật mặt 24 giờ của vợ chồng diễn viên Lý Hải Minh Hà. Với dự án phim đúng sở trường của mình, Võ Thành Tâm đã có những pha hành động mãn nhãn người xem. Tuy nhiên, ngay sau khi bộ phim công chiếu và thắng 150 tỷ đồng vào tháng 4 năm 2021, Võ Thành Tâm đã quay trở lại Mỹ để tiếp tục kinh doanh phụ gia đình nói về tài sản của bản thân hiện tại võ thành tâm vẫn giữ được sự lạc quan chia sẻ rằng bản thân chỉ có phim thôi chứ không có điều gì khác đồng thời anh cũng tâm sự mình là một người tiêu xài tiết kiệm dành dụm cho tương lai chứ không phung phí nam diễn viên tự hào khi bản thân nói không với tiệc tùng quần áo hàng hiệu hay khoe của khoe nhà Nam diễn viên trở lại Mỹ tiếp tục công việc của mình sau một tháng công chiếu phim. Võ Thanh Tâm thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Nam diễn viên giờ đây đã có một cuộc sống tương đối ổn định ở Mỹ, U50 vẫn còn độc thân. Nam diễn viên vừa đón tuổi mới đầy viên mãn. Võ Thanh Tâm là một trong những diễn viên được nhiều khán giả miền Nam yêu thích, vì thế nhiều người mong đợi rằng anh sẽ mau chóng trở lại Việt Nam và cống hiến nhiều hơn cho nền điện ảnh nước nhà. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo